Chào mừng tất cả các bạn đến với cuộc thi Cười cùng Hùng Rô. Trên đời có những chuyện bi hài, nhiều khi xảy ra không ai có thể lường trước được. Một anh chồng vì quá vui mừng khi biết tin vợ có thai, liền lấy điện thoại nhắn tin có thai rồi gửi cho mọi người. Và kết quả vô cùng bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Và sau đây xin gửi đến cuộc thi Cười cùng Hùng Rô một bài thơ vui: báo tin có thai rồi và cái kết bi hài. Khi chồng biết vợ có thai, nhắn tin sung sướng khoe vài người quen. Tối trời hôm đó tắt đèn, lấy nhầm phone vợ số đen nhọ nồi. Viết tin là có thai rồi, gửi toàn danh bạ, xong ngồi hát chơi. Bỗng tin mẹ vợ trả lời: sao mày dẫm dúi chơi bời linh tinh, chồng con khám bảo vô sinh, mà giờ lại nói là mình có thai. Đột nhiên tin nhắn thứ hai, ông anh rẻ viết bi hài làm sao. Thế giờ định xử thế nào, nhỡ chồng cô biết tính sao bây giờ. Vẫn chưa kịp hết bất ngờ, bạn thân của vợ rậm rờ nhắn tin: dặn mày đã cả trăm nghìn, hàm đi chơi bậy ôm mùn có khi, không nghe cứ lén trốn đi, có bầu chết chửa giờ thì kêu ai. Đến thằng bạn tốt thứ hai, trả lời tin nhắn lại nhài mấy câu: nửa năm có gặp nhau đâu, mà nay đổ vỏ lên đầu của tôi. Cả thằng đồng nghiệp bạn tồi, nói là không phải của tôi chứ bà, lâu nay chẳng gặp mặt bà, làm sao có thể biết là có thai. Cấp trên nhắn lại như đại: cho cô 10 triệu phá thai vụ này, ưu tiên nghỉ phép vài ngày, nhớ rằng kín miệng, việc này hộ tôi. Khách hàng nhắn lại: được rồi, cô đừng hù dọa thân tôi nữa mà, ngày mai cô hãy đến nhà, hợp đồng sẽ ký, cô đã thích chưa. Linh tinh tin nhắn như mưa. Kìa, thêm người lạ mới vừa nhắn xong: vậy cô ly dị với chồng, về đây tôi sẽ bế bồng chăm thai. Lại thêm người lạ thứ hai, nói rằng hôm đó có hai người mà, tôi và giám đốc nữa nha, chắc gì thai đó đã là của tôi. Người lạ thứ ba nhắn rồi: cô đừng đùa chứ, biết tôi rõ mà, triệt sản đã một năm qua, làm sao có thể khiến bà có thai. Chào hồi tin nhắn nối dài, biết ai tác giả cái thai người nào. Ông chồng chua xót làm sao, hỏi rằng mình bị cắm bao nhiêu sừng. Mày dâu xin chớ vội đừng, thấy người vợ có tin mừng mà vui. Thời này ăn vụng xong chùi, sạch luôn cả vết lẫn mùi mới ghê. Lấy vợ chẳng khác đánh đẻ, mình mong con vợ nó về còn ai. Cái này hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái cuộc hợp. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu các bạn thấy phần dự thi của mình hay và giải trí thì đừng tiếc like và comment cảm xúc sau khi xem video. Đặc biệt đừng quên đăng ký kênh Hùng Rô Tiếu Ngạo để phần thưởng của chúng mình được cao hơn nha. Đặc biệt nhớ bật thông báo để luôn nhận được những video giải trí và hài hước sớm nhất của kênh Hùng Rô Tiếu Ngạo. Bye bye.